để giúp chúng ta vững tin hơn vào cuộc sống. Và các bạn, cho bạn chân đầu một tràng pháo tay để chào mừng bạn ạ. Các anh chị, vâng, và sau đây xin mời phần chia sẻ của bạn trong sau. Thì em đã gửi lời cảm ơn đến mọi người rất nhiều đã tham gia buổi giao lưu hôm nay. Thì phần nữa chúng nói chuyện của em thì khoảng từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Và còn ngày em lên Thái Nga, tôi đã gặp anh Đức. Tôi sống mỗi ngày để làm tấm gương động viên. Kể cả cơ thể khuyết tật này, để đi đỡ trần cho tôi, để đi đôi tay của tôi, mỗi khi cầm bất cứ thứ gì đều run rẩy. Nhưng cuộc đời là cho tôi nghĩ ra cái, tôi nhắc lại là nghĩ ra cái quỹ tích sức tài năng trẻ em nha. Thế các bạn muốn tìm hiểu về cuộc đời của tôi tuổi thơ, tôi gọi là xóm, tại hầu hết những chỗ tôi ở đều học. Năm 3 tuổi tôi mới chấp nhận bước đi, và tiền của tôi không giống mọi người. Tôi đi cái lắc lư, các bạn có hình chữ cao mà nó giống cái con là cái ấy á, nghiêng qua nghiêng ngoài. Đó là một cái rất đẹp, là một kỷ niệm tuyệt vời của mọi người. Em đạp qua bên chợ thì té về đầu nữa. Và tính đến hiện tại thì cho các bạn thấy sự đam mê của các bạn đâu, chính các bạn đã là người nhận ra nó, và không có ai chỉ cho các bạn phải làm như thế nào, và mục tiêu của các bạn là làm sao đâu, mà chỉ có các bạn thì tìm thấy. Cái phần cuối cùng trong ngày hôm nay đó là tôi sẽ, các bạn có tầm nhìn rồi, có những mục tiêu lớn của cuộc đời mình rồi, và biết mình sống thế nào thực hiện chứ chúng ta sẽ không nói quyết tiếp không sao cái này là không vậy. Và cái điều